Gửi ngàn lời yêu thương đến chị Nabi của lòng em và cả gia đình baby ấm áp nhà mình. 5 năm, một quãng thời gian không phải là quá dài, nhưng thực sự đã là những ngày hạnh phúc khi em được biết chị, được thương chị và được thần tượng chị. Em là một cô bé hay buồn, ít nói và ít cười. Em ít bạn lắm chị à, vì có thể em khó gần, vì em hay ù lì, hoặc khuôn mặt của em nhìn đáng thương hay buồn quá, nên ai cũng ngại chơi với em. Vì những điều đó mà em lại càng khép mình lại nhiều hơn. Nhưng chị Nabi ơi, chị có biết không? Chắc chị không biết đâu, và em sẽ nói cho chị nghe một bí mật là nụ cười biết nói của chị, sự nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ gần của chị đã truyền niềm vui và lạc quan cho em. Chắc khó tin chị nhỉ? Nghe có khi thật vô lý, khó tin. Nhưng chị ơi, chị hãy tin em nha. Đó là sự thật đó chị, thật 1000% luôn. Em quý và thương chị nhiều lắm. Nụ cười của chị là tất cả với em. Và em biết phương châm của chị là hạnh phúc là được cười mỗi ngày. Chỉ cần nhìn thấy chị, nhìn thấy nụ cười của chị và chỉ thoáng nghĩ đến chị là em đã hạnh phúc và cười rồi. Và điều đặc biệt là dần dần em đã trở thành cô bé hay cười và lạc quan hơn trước. Em mang ơn chị nhiều nhiều lắm. Em biết chị đóng rất nhiều bộ phim và MV ca nhạc, nhưng em thực sự may mắn và hạnh phúc khi được xem đúng 8 bộ phim mà chị tham gia. Và em đều nhớ như in những vai diễn ấy của chị: vai Tuyết của Những Thiên Thần Áo Trắng, vai Quỳnh của Hoa Nắng, vai Dương Angel của Chợ Tốt, vai Hương Thảo của Trường Nội Trú, vai Bảo My của Hàng Tử Xấu Trai, vai Linh của Quả Tim Máu, vai Theo của Vừa Đi Vừa Khóc và vai Linh của Tuổi Thanh Xuân. Em yêu và thích hết tất cả các vai diễn của chị. Những lúc chị cười, chị tung tăng, nhí nhảnh, em thực sự rất hạnh phúc. Nhưng những phân đoạn chị khóc, chị buồn, em cũng đau lắm và em đã khóc theo chị. Em thương chị thật nhiều. Mặc dù chưa được gặp chị ngoài đời, nhưng em đã xem chị là chị gái của em, là người thân thiết của em. Và em ao ước được chụp chung với chị một tấm hình. Ước mơ của em có khi nhỏ nho so với nhiều bạn, nhưng thực sự là quá to lớn với em, chị à. Chị ơi, chị có biết không? Em thực sự vui sướng khi biết được những tin tức mới từ chị. Và em cũng buồn theo khi nếu biết chị đang buồn. Em tức giận khi những tờ báo đăng tin không đúng về chị. Và trên hết, em luôn thương chị, yêu chị và mãi mãi âm thầm ủng hộ những lựa chọn của chị. Chỉ cần chị hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, là em và gia đình baby bé nhỏ nhà mình cũng sẽ hạnh phúc theo chị. Gia đình nhỏ chúng em biết lắm, chị Nabi luôn yêu thương và quan tâm chúng em nhiều. Nhưng vì do công việc, vì không có thời gian, nên chị ít thể hiện sự quan tâm ấy dành cho chúng em. Biết lắm, chị Nabi tuy luôn cười rất tươi, rất vui vẻ, yêu đời, nhưng cũng có lúc chị nhạy cảm, hay suy tư và sợ phải cô đơn, sợ phải một mình. Nên gia đình baby nhỏ chúng em chẳng cần chị phải suốt ngày nói những câu yêu thương rỗng tuếch, chẳng cần chị phải thay đổi để vừa lòng bất kỳ ai. Hãy vững tin với tình yêu của gia đình mình và sống an nhiên với những ước mơ và đam mê của chị. Hãy để chúng em cùng chị đi tiếp đoạn đường phía trước. Dẫu có là hoa hồng hay gai góc, chỉ cần những đôi tay còn đang chặt, những trái tim còn luôn nghĩ và hướng về nhau, thì chắc chắn sẽ vượt qua. Và chị Nabi ơi, chị sẽ mãi là công chúa Nabi dễ thương của gia đình baby bé nhỏ nhà mình, chị nhé. Mãi mãi chị yêu nhé. Thương và yêu chị nhiều lắm. Nhờ gió gửi tâm tư của em đến chị và gia đình baby bé nhỏ ấm áp ạ. Yêu cả nhà thật nhiều.